Máy máy Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Jaguar GE070. Đầu tiên thì sử dụng mình nhờ cắm cái dây máy qua cục đội nguồn. Đấy, một đầu mình cắm vào máy này. Một đầu mình cắm vào cục đội nguồn màu đen này. Đi chỉ. Mình bỏ cọc chỉ đằng sau này. Đằng sau này nó có cái nắp này. Đấy. Bình thường nó sẽ gập vào thế này. Mở ra, bật nó ngang này. Cắm cọc chỉ vào đây. Đấy. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn đi chỉ đánh suốt chỉ này. Thì đây là cái suốt này. Lúc mà mình nhận thì nó chưa có gì trong. Đây là cọc suốt mình cắm nó vào. Đấy, đi chỉ đánh suốt này. Thì từ của chị may. Chỉ có hai cách. Một cách là có thể đi theo cái sơ đồ trên này. Đấy, một là hai, móc qua chỗ này, móc qua cái ốc tròn này. Hoặc là cách đơn giản hơn là mình móc qua cái ốc tròn này từ đằng trước ra đằng sau theo chữ alpha cho nó lọt hẳn dựa vào cái khe ở giữa đấy. 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 Móc từ đằng trước ra đằng sau qua cái con ốc này. Đấy. Mình dùng hai tay thì dễ hơn nhé. Đây, móc từ đằng trước ra đằng sau cho nó lọt hẳn vào trong như thế này đây. Đấy. Sau đó mình cuốn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ tầm 5-6 vòng gì đấy cho nó chắc. Quấn cùng chiều kim đồng hồ nhé. Thì cái cọc suốt này nó có hai chế độ bên trái và chế độ bên phải này. Bên trái là kim nó chạy, còn bên phải là cái cọc này nó quay. Đấy, mình gạt về gạt lại. Mình gạt qua bên phải để đánh suốt này. Xong mình ấn nút tắt bật đây. Khi nào đánh đầy hoặc là đủ cái lượng chỉ mình may rồi thì mình ấn dừng lại. Đấy, không đánh nữa mình gạt nó về phía bên trái, rút suốt lên. Cắt chỉ đây. Còn bây giờ là đi chỉ may này, đi chỉ may thì gồm có hai sợi, một sợi chỉ trên và một sợi chỉ dưới. Sợi chỉ trên thì mình đi theo cái sơ đồ đây, nó có đánh số đây rất là dễ dùng. Còn sợi chỉ dưới thì mình tháo cái hộp này ra. Đầu tiên đi sợi chỉ trên này thì quan trọng nhất là mình phải nâng chân vịt lên. Đấy, chân vịt như thế này nó đang đè lên mặt sắt là trạng thái hạ xuống. Mình nâng nó lên này. Đấy, chân vịt trạng thái nâng thì mới đi chỉ mới đúng nhá. Đấy, mình đi theo những cái sơ đồ như thế này, trên này thôi. Đấy, một này, móc vào giữa hai cái lá thép này. Đấy, cho nó vào giữa hai cái lá thép vào được thôi. Hai này, hai đi thẳng xuống này. Đấy, đi thẳng xuống ba là ở đây. Mình móc qua cái nhựa này. Đấy, hai này, ba này. Vắt từ bên trái qua bên phải. Rồi đi thẳng lên. Đấy. Đi thẳng lên 4 này. 4 thì trong này nó có sẽ có một cái mỏ sắt, gọi là cái mỏ giật trị. Khi mà nó đang nằm ở dưới thì mình cứ quay cái bánh đà. Đây bên này gọi là bánh đà này, mình quay lên cho nó lên xuống này. Đấy. Cho cái mỏ quay cho cái mỏ sắt này nó lên cao. Mình vắt từ bên phải ở bên trái qua bên phải. Đấy, nó ăn vào cái mỏ sắt trong này. Xong mình đi thẳng xuống. Đi thẳng xuống. Đi thẳng xuống đi qua cái chỗ chân kim này. Đây. Chỗ này nè. Thì nó có một cái gớ sắt mình móc nó vào đây. Móc từ bên phải qua bên trái. Đây mình móc nó vào đây. Đấy. Xong mình sâu chỉ qua kim tường trước rằng sau. Có thể dùng cái hỗ trợ xỏ chỉ này. Thì cái hỗ trợ xỏ chỉ này bên mình có cái video riêng rồi nhá. Đấy, chị em nào mua thì nhắn tin bên em sẽ gửi cái video chi tiết. Chứ quay này nó hơi khó nhìn. Đấy thì mình lưu ý lại cái cách đi chỉ trên này. Đầu tiên để đi chỉ trên thì mình cần phải nâng chân vịt lên. Chân vịt trạng thái nâng này rất là quan trọng này. Đấy, sau đó cứ đi theo sơ đồ này. Hai này, xuống ba này, vắt lên cái nhựa này. Đấy, đi thẳng lên. 4 này, móc qua cái móc sắt này từ bên trái qua bên phải rồi đi thẳng xuống. Lưu ý là chỉ mà khi mình mắc cái này thì nó sẽ song song với nhau. Đấy, không có trường hợp là hai chỉ nó cắt nhau thế này. Đấy, nó cứ đi theo cái khe này. Đấy, xong rồi xuống kim. Kim thì mình sâu chỉ từ đằng trước ra đằng sau. Đấy. Còn chỉ dưới này thì mình rút cái hộp đồ này ra sang phía bên trái.
bật cái nắp này ra. Trong này nó có một cái quả đào. Chỉ để lấy quả đào này ra thì mình cầm vào cái tai này. Đây, có cái tai phía bên trái này. Mình cầm nó, mình bật nó ra. Đấy, kéo ra này. Cầm kéo nó ra thôi. Thì đây là cái suốt lúc nãy mình vừa đánh được này. Mình sẽ gắn vào trong quả đào. Mình đặt sợi chỉ thừa nằm phía bên trái. Đấy, phía bên trái này. Cầm suốt quay sao cho nó quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, mình để nguyên cái mặt như thế này. Cho vào. Để nguyên nhá, không phải lật gì đâu. Cho vào. Thì ở trên quả đào này nó sẽ có một cái khe ở đây, khe hở ở đây. Đây, mình kéo chỉ có một cái khe hở thôi nhá. Đấy. Khe hở nhỏ ở đây, mình kéo từ cái khe này đi ra ngoài cái lỗ tròn ngoài này. Đây, mình vừa kéo xong rồi đấy. Đấy, thì mình kiểm tra lại một lần cuối chắc này, mình cầm sợi chỉ thừa mình kéo này. Đây, mình cầm sợi chỉ thừa mình kéo xem mà suốt quay theo ngược chiều kim đồng hồ chưa. Đấy, như này là ngược là đúng rồi nhá. Cách lắp vào này thì ở trên này nó có một cái tai này. Đây, cái tai sắt dài dài đây. Đấy, cái tai này. Còn ở trên này thì nó có một cái khuyết ở chỗ này đây. Đấy, phía trên quả đào nó có một cái khuyết ở phía trên cùng này, thẳng được kim xuống ấy. Mình cho cái tai này với cái khuyết này trùng nhau. À, sau mình ấn kêu vào kêu cái tách. Nhớ là phải ấn kêu vào kêu cái tách này. Đấy. Thì mình lưu ý lại là cái cách đi chỉ lắp chỉ dưới này là khi lắp vào thì phải gài vào rãnh và kéo, cầm kéo thì nó phải quay ngược chiều kim đồng hồ. Khi mà lắp vào chỗ này thì cần phải ấn kêu cái tách này. Đấy. Có 3 bước quan trọng như thế thôi. Bây giờ mình lấy chỉ dưới lên. Lấy chỉ dưới lên may được nhá. Một tay mình cầm sợi chỉ trên này. Cầm như này hơi chách chách ra phía bên trái, cầm căng căng lên chút. Đấy, một tay mình quay bánh đà hướng vào lòng mình. Là quay ngược chiều kim đồng hồ ấy. Quay một vòng thôi. Khi mà quay đủ một vòng là kim ở vị trí từ trên cao này. Nó sẽ đi xuống, nó sẽ đi lên là được một vòng. Đấy, bây giờ mình sẽ quay này. Quay một vòng thôi nhá, kim đi xuống này. Đấy, sau đó rồi kim đi lên này. Đấy, nó sẽ lấy chỉ dưới lên. Khi mà nó chưa lên hẳn khỏi thì mình cầm sợi chỉ trên mình giật 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 này thì nó sẽ lên. Mình cầm cái sợi chỉ thừa bên dưới mình rút lên khỏi cái mặt sắt. Đấy. Cho hai sợi chỉ vào một chỗ tay như thế này. Vắt vào giữa chân vịt. Giữa chân vịt thì nó có một cái khe, mình vắt vào giữa, đưa ra phía hàng sau. Đậy nắp này vào. Sau đó mình đậy cái hộp đồ này vào. Mình cho vải vào này, hạ chân vịt xuống. Lưu ý là khi may thì mình nhớ hạ chân vịt xuống. Khi mà đi chỉ trên thì mình nâng chân vịt lên, còn may là luôn luôn phải hạ chân vịt xuống. Mình chọn đường may ở đây, tương ứng với cái nút trắng này. Đường may thẳng. Cái này là nút lại mũi này. Thì đầu và cuối đường may mình ấn lại mũi. Đây, mình chạy thử nhé. Đấy, con này có điều chỉnh được mau thưa. May xong mình nâng chân vịt lên, lấy vải ra. Khi mà mình lấy vải ra mà nó mắc mắc thì mình cứ lắc lắc cái bánh đà là nó ra nhá. Đấy, bây giờ mình may sang đường zig zag này. Mình quay sang luôn. Đấy, con này chạy nghe rất là êm. Đấy, mình cứ thao tác đúng là được. Đây là đường may của máy. Đấy, mặt trên. Máy không bị bỏ mũi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thay kim. Thì để thay kim ấy, mình xoay con ốc này ra. Mình có thể vặn vặn cái bánh đà cho cái con ốc này nó nằm ở giữa giữa cho dễ quay. Mình vặn cái con ốc này theo ngược chiều kim đồng hồ cho nó ra. Đấy, sau đó mình rút kim ra này. Thì kim máy may gia đình, kim này là kim HA, kim Organ của Nhật. Thì gồm có một mặt tròn này với một mặt dẹt, mặt vát. Thì mặt vát thì mình quay về phía đằng sau, còn mặt tròn thì hướng về người phía mình ngồi. Sau đó mình lắp vào. Mình đẩy cao lên hết cỡ.
mình đẩy cao lên này. Sau đó mình vặn cái con ốc này chặt vào thì là được. Thế ở trên này nó có một cái chốt ngang để mình căn cái vị trí điểm cà kim lên hết cỡ đây. Đấy, thì mình đẩy cao lên hết cỡ, sau đó mình vặn con ốc này chặt vào. Còn thay chân vịt này thì đầu tiên thay chân vịt thì mình nâng, cần nâng hạ chân vịt lên, chân vịt trạng thái nâng. Sau cái mỏ chân vịt nó có một cái gờ cong cong này, mình ấn vào phía người mình ngồi ấy. Đấy, chân vịt nó tự động nó rơi ra. Chỉ để lắp vào thì tất cả các cái chân vịt thì nó đều có một cái chốt ngang tròn tròn ở giữa này. Còn trên cái mỏ chân vịt, ở đầu cái mỏ chân vịt này thì nó sẽ có một cái phần khuyết để gắn vào cái mỏ tròn, cái gờ tròn này. Thì tay trái mình di chuyển cái hai này cho nó trùng nhau. Còn tay phải thì mình hạ từ từ, cần nâng hạ chân vịt đấy. Đấy, nó sẽ ngập vào nhau, trùng nhau, nó sẽ ngập vào nhau. Đấy, như này là được. Dùng thì chị em nhớ cắm qua cục đội nguồn này. Với xem kỹ video, xem không hiểu đâu thì mình có thể xem lại hoặc nhắn bên em hỗ trợ.